Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, hôm thứ Ba, sau trận lũ quét, Môn Đầu Câu đã được dọn sạch sẽ và công việc dọn dẹp của các nhân viên trong cộng đồng phố Kiều Đông vẫn tiếp tục. Bức tường bên ngoài của khu dân cư đã bị lũ quét để lại dấu vết rõ ràng cao đến thắt lưng. Những người ở tầng 1 đang bận rộn phơi đồ đạc, quần áo, chăn màn bị sũng nước chắn ngang cửa lên thảm thực vật ngoài cửa cho khô, đồng thời dùng cây lau nhà lau đi lau lại nhiều lần để khử mùi hôi thối trong nhà. Cộng đồng phố Kiều Đông nằm ở phố Thành Tử, quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, giáp sông ở phía nam. Khu vực này có diện tích khoảng 21,255m², có tổng cộng 14 tòa nhà, tổng cộng 702 hộ gia đình, dân số 1.925 người, trong đó có 409 cụ già. Kể từ 20 giờ tối thứ Bảy, dưới ảnh hưởng của cơn bão Dusuri, quận Môn Đầu Câu đã hứng chịu một trận mưa lớn liên tục hiếm thấy trong lịch sử. Đây là giá trị cao nhất trong lịch sử kể từ khi ghi nhận khí tượng. Cư dân ở tầng 1 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận mưa bão. Nhà báo Trịnh Quan đã đến thăm và phát hiện ra rằng hầu hết cư dân ở tầng 1 của khu vực này đều lớn tuổi và được chuyển đi sớm hơn. Vậy làm thế nào để những người già này thoát khỏi cơn mưa bão khi họ phải đối mặt với dòng lũ dâng cao đến thắt lưng đổ vào nhà của họ? Các nhà báo Trịnh Quan đã phỏng vấn tại chỗ nhiều người cao tuổi và được kể về những trải nghiệm khó quên của họ. Vào hôm Chủ nhật, cư dân mạng đã chụp được những bức ảnh trong khu dân cư phố Kiều Đông. Vào ngày thứ Hai, sau trận mưa lớn tại nhà của Tôn Chuẩn, 55 tuổi, quần áo và vật dụng trong nhà bị cuốn trôi, bùn đất do nước lũ rút đi, vương vãi khắp sàn, tường vẫn còn có dấu hiệu bị ngâm rõ ràng. Tôn Xuyên, người đã sắn quần và đi chân trần trên sàn nhà, không khỏi thở dài khi nhìn thấy cảnh bừa bộn trong nhà, lúc đó ngập hết rồi. Tôn Xuyên chỉ vào cửa sổ nhà mình, cau mày nói. Ký ức sâu sắc về trận lũ quét trên núi và việc dọn dẹp đồ lặt vặt trong nhà nhiều ngày khiến Tôn Xuyên không thể vui lên. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm đó, Tôn Xuyên đang nghỉ ngơi trên giường tại nhà tại khu dân cư phố Cầu Đông ở Môn Đầu Câu trong trạng thái bàng hoàng. Nhưng anh không ngờ rằng nửa giờ ngắn ngủi sau đó lại trở thành trải nghiệm gây sốc nhất trong cuộc đời mình. Tôi nhận được cuộc gọi từ vợ tôi, hỏi tôi ở đây có ngập nước không. Nghe vợ nói xong, liền đứng dậy đi đến cửa sổ gần đường, lại nhìn lan can bên đường. Ánh mắt ngỡ ngàng hoảng hốt, mới phút chốc nước từ bờ bao tràn ra đường. Chưa đầy nửa tiếng sau nước đã dâng đến cửa sổ ở cửa nhà. Nó sâu hơn 1 mét, Tôn Xuyên nhớ lại. Môn Đầu Câu là khu vực có tỷ lệ vùng núi cao nhất ở Bắc Kinh. Vùng núi chiếm 98,5% diện tích. Trong đợt mưa này, theo hướng đông bắc tây nam của dãy núi trong khu vực, gió đông nam rõ ràng là vuông góc với dãy núi. Hơi nước chịu ảnh hưởng của địa hình. Khi lượng mưa lớn, cường độ mưa lớn gặp địa hình dốc sẽ ngay lập tức xảy ra hiện tượng ngập úng trên đường phố. Do mưa lớn, Môn Đầu Câu đã xả lũ vào sông Vĩnh Định, tất cả 56 kênh dòng chảy trên núi đều có lũ. Nhiều con đường như quốc lộ 109 và đường Triển Chiêu bị ngập lụt và chia cắt. Các con đường chính xung quanh đều tạm thời được kiểm soát và độ sâu nước sâu nhất lên tới 0,5m gần Trung Cương Tham ở ngã ba đường Tân Kiều và Kiều Đông ở quận Môn Đầu Câu. Nước lũ từ núi đã nhấn chìm mặt cầu. Khu dân cư Kiều Đông Kiệt nằm ở hạ lưu của Trung Cương Tham. Theo miêu tả của Tôn Chuẩn, nước dâng đến cửa sổ không những không ngừng dâng lên mà còn tiếp tục tràn vào nhà. Thậm chí cả cống trong nhà cũng bị tràn ra ngoài. Tôn Chuẩn nhìn nước bên ngoài đã dâng cao đến cửa sổ, vốn tưởng rằng ở nhà sẽ an toàn hơn. Nhưng không ngờ nước dâng quá nhanh, anh chưa kịp phản ứng thì nước đã ập vào ngôi nhà đã cao đến thắt lưng. Anh đẩy cửa mở ra để ra ngoài. Nhưng bên ngoài có nước nên không thể đẩy được và cửa sổ chống trộm bên ngoài đã được đóng chặt chẽ. Vì vậy, anh thậm chí không thể ra ngoài. Tôn Chuẩn nói, giường ngập, nước cứ tràn vào nhà, lúc đó không biết làm sao, không biết tình hình ra sao, bốn bề là nước. Nửa giờ ngắn ngủi khiến anh có cảm giác như cả thế giới đã trôi qua. Sau đó, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy dòng nước lũ đổ về lại nhanh chóng rút đi, khắp nơi chỉ còn lại bùn. Không quan tâm đến tình hình trong nhà lúc đó, anh cầm điện thoại di động lên và dùng hết sức đẩy cửa ra. Khoảnh khắc khiến anh phấn khích, lúc đó tôi cảm thấy thật tốt khi được sống và tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh lội bỉ bõm, lội bùn ra khỏi khu dân cư, nhìn những phương tiện bị lũ cuốn trôi nằm ngổn ngang trong khu dân cư. Cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng nhưng không dám dừng lại.
Khi tôi bước ra ngoài, tôi không thấy một bóng người nào. Hầu hết những người sống trong cộng đồng này đều là người già, tôn chuẩn mô tả. Sau khi rời khỏi đây, anh ta đến khu vực Thạch Môn Đình, nơi vợ anh ta sống. Vì địa hình ở đó cao hơn một chút nên anh không gặp phải lũ lụt. Anh nói với vợ mình về nửa giờ khiến anh ta bị sốc. Anh xác nhận rằng đường Kiều Đông tạm thời không còn gặp nguy hiểm. Anh cùng em gái trở về nhà bắt đầu thu dọn bùn đất. Anh bận rộn từ trưa đến 11 giờ tối, dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút tràn ngập bùn đất. Sau khi nhận được tiền bảo hiểm cho các chiếc xe bị lũ lụt làm hỏng, anh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không thể quên trải nghiệm này, nhưng anh rất lạc quan, tài sản vô ích miễn là bạn còn sống. Trưa hôm Chủ nhật, lũ quét mang theo bùn đất, tràn qua sông, ập vào khu phố Kiều Đông. Mẹ chồng 80 tuổi đã nói với Vương Nguyên qua điện thoại rằng nước đột ngột tràn qua cửa, đầu tiên là ngập hai chân giường, khoảng 10 phút sau thì ngập cả giường. Vương Nguyên đã ngoài 60 tuổi, nói nước ngập sâu một tấc. Vương Nguyên hiểu hoàn cảnh của cụ ông, liền khuyên ông ta nên tự cứu lấy tính mạng của mình. Khi đó, người già và trẻ em trong nhà đã dùng xẻng và chậu rửa mặt để tát nước ra khỏi nhà, nhưng tốc độ nước chảy vượt xa tốc độ thoát nước. Họ đặt đồ đạc trong nhà lên chỗ cao hơn. Vương Nguyên vội vàng lái xe từ quận Trường Bình đến quận Môn Đầu Câu. Khi đến lối ra của đường cao tốc Hương Sơn, Vương Nguyên có cảm giác chiếc xe đang nổi trên mặt nước, giống như một chiếc thuyền máy và thật khó để kiểm soát. Sau đó anh thầm nghĩ, may mà lúc đó anh không đi, nếu anh đi không những không đón được người già mà còn có thể gặp tai nạn. Vương Nguyên nói khoảng 10 giờ tối nước trong nhà đã rút, đường còn lấm lem bùn đất, mẹ tôi không thể ra ngoài đánh ăn chút lương khô trong nhà cho thỏa cơn đói. Đêm đó khi nước lũ rút đi, Vương Nguyên không đến được với bà. Cố gắng khuyên bà an tâm, nhưng hai ông bà cụ vẫn thức trắng đêm, lo lắng nước lũ sẽ lại ập đến. Sáng ngày thứ hai, anh dọn dẹp đống đổ nát trong nhà sau 2 ngày làm việc liên tục, sàn nhà trong phòng sáng loáng như mới. Nhưng nhiệm vụ của anh vẫn chưa kết thúc, đồ đạc như giường, sofa, tủ, mục nát phải dỡ bỏ, vét sạch bùn đất bên trong. Vào ngày lũ quét xảy ra, Chu Quang ngoài 60 tuổi cùng con trai lái xe ra ngoài. Khi ông quay lại thì đã khoảng 11 giờ, nước sông đã tràn vào đến cổng khu dân cư, chẳng mấy chốc lũ đã ập đến cửa. Chu Quang cố gắng đẩy cửa xe nhưng vô ích, anh nhanh chóng nhấn cửa kính xe và chui ra khỏi cửa sổ. Lúc này nước đã dâng cao ngang thắt lưng, thấy nhà của người dân ở tầng 1 đã ngập. Ông bất an vì nhà mình ở tầng 1. Ông không có thời gian để suy nghĩ nhiều, mặc dù mực nước đã rất sâu nhưng ông rất muốn về nhà, nơi đó còn có cháu gái của ông vừa tròn 1 tuổi và cháu trai 11 tuổi. Nhà Chu Quang có hai cổng, một cổng phía nam và một cổng phía bắc. Cổng phía nam nằm ở tầng thấp, gần cổng khu dân cư. Chu Quang và con trai quan sát tình hình đứa trẻ qua cửa sổ. Ông cũng yên tâm. Chu Quang kéo mạnh cửa nhưng dù thế nào cũng không mở được. Anh nhờ vợ mở cửa nhưng cô đẩy cũng không mở được. Tại nhà của Chu Quang, vợ ông nhìn thấy nước lũ dâng đến cửa sổ nên đặt cháu gái lên ghế sofa, dùng chăn gối đệm chặt cửa phía nam cùng với con dâu và cháu trai 11 tuổi. Trận lũ ngày càng lớn, nhiều phương tiện ngược dòng bị cuốn trôi từng chiếc một. Một người dân khác trong khu ra kiểm tra chiếc ô tô mua năm ngoái thì nước đã ngập đến nóc, nên anh chỉ bất lực đứng trên nóc. Một người dân lớn tuổi khác khi lũ về thấy chiếc xe taxi của con mình bị nước cuốn trôi qua lớp kính đã lội nước đi tìm. Nếu mực nước ngày càng sâu, anh không thể trơ mắt nhìn người nhà không thể thoát ra ngoài được. Anh và con trai chạy đến cầu thang của cổng phía bắc, lội qua dòng lũ chảy xiết trên đường, mò tìm thấy một cái xẻng ở góc hành lang và họ định đập nát cánh cửa nhỏ ở phía bắc để cứu mọi người trong nhà. Sau gần 20 phút, mực nước cuối cùng cũng hạ xuống. Chu Quang thở phào nhẹ nhõm, anh nói với chị Quan News rằng mặc dù anh đang ở trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng điều khiến anh cảm động là trong khi người dân đang tích cực tự cứu mình, thì các nhà lãnh đạo của các cán bộ của Ủy ban khu phố Kiều Đông bận rộn từ sáng đến tối, làm gương, lao ra phía trước và thông đường ống. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.